Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những ngày qua, người dân xã Nghĩa An, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương vẫn chưa hết bàng hoàng bởi vụ án mạng thương tâm xảy ra trên địa bàn xã mình. Trong căn nhà nhỏ, ông Bùi Văn Thước, sinh năm 1964, bố đẻ nạn nhân, ngồi thẫn thờ, đôi mắt như vô định. Dù sự việc đau lòng đã xảy ra mấy ngày rồi, nhưng ông Thước vẫn không dám tin đó là sự thật. Ông bảo giá đó chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh dậy, ông lại được thấy con gái, thì dù có phải đánh đổi tính mạng mình, ông cũng sẵn lòng. Dù đau đớn đến tột cùng, nhưng ông Thước vẫn cố gắng gượng để lo đám tang cho con gái được chu tất. Còn về phần vợ ông, bà gần như kiệt sức khi phải đón nhận tin sốc này. Nạn nhân thiệt mạng là chị BTTH, sinh năm 1994, trú tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Được biết, vợ chồng ông Thước hiếm muộn lấy nhau đã lâu, nhưng mãi vẫn chưa thể có con. Thời gian sau đó, vợ chồng ông bà miệt mài chạy chữa thuốc thang, cuối cùng cũng sinh được chị H. Ông Thước tâm sự, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng làm lụng đủ nghề để con gái được ăn học đến nơi đến chốn. Dù được bố mẹ chiều chuộng, nhưng từ bé đến lớn, chị H luôn là một đứa con ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Học xong cao đẳng, chị H lập gia đình với một người cùng thôn. 6 năm bên nhau, vợ chồng chị H có 2 con trai. Tính tới thời điểm này, con trai lớn của chị vừa được 4 tuổi, con trai út mới bước sang tuổi thứ 2. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng chị H vẫn chăm chỉ làm lụng, chung tay nuôi dưỡng 2 con còn thơ dại và phụng dưỡng bố mẹ đôi bên. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Chị H làm việc tại một công ty chuyển phát nhanh trên địa bàn thị trấn Tứ Kỳ. Đặc thù công việc nên chị phải làm việc cả ngày nghỉ. Buổi sáng hôm đó, chị H vui vẻ chào mọi người rồi đến công ty làm việc như bao ngày trước đó. Thế nhưng người thân của chị không thể ngờ rằng đó lại là khoảnh khắc cuối cùng mà họ có thể nhìn thấy chị. Ông Thước kể lại, giữa trưa ngày 23 tháng 7, một nhân viên làm việc cùng công ty với con gái tôi đến tận gia đình để hỏi thăm về em nó. Họ nói buổi sáng cùng ngày, Hát cầm tiền của công ty đi nộp vào ngân hàng, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy trở về công ty. Nhân viên công ty sau đó đã gọi điện nhiều lần nhưng không được. Tôi nói với đồng nghiệp của con là chắc em nó bận gì đó nên chưa tiện nghe máy thôi. Khi nào tôi gọi được cho con thì sẽ bảo nó liên lạc lại. Nghe đồng nghiệp của con gái nói vậy, ông Thước dùng điện thoại gọi cho con gái nhưng chỉ thấy đổ chuông mà không có ai bắt máy. Đến chiều cùng ngày, gia đình hai bên tá hỏa khi nhận được tin chị Hát bị sát hại dã man tại cánh đồng. Thương con gái bao nhiêu, ông Thước thương hai đứa cháu còn thơ dại bấy nhiêu. Ông nghẹn ngào, bọn chúng nó tội nghiệp quá, mới mấy tuổi đầu đã chịu cảnh mồ côi mẹ. Từ hôm mẹ mất, ngày nào chúng cũng hỏi người thân bao giờ mẹ mới về. Đứa con trai út thì khóc ngằn ngặt, đòi đi tìm mẹ. Không biết những ngày tháng tới các cháu tôi sẽ sống thế nào đây. Người đàn ông với vẻ ngoài nhỏ thó, mái tóc hoa râm chia sẻ thêm rằng, hiện tại gia đình mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc, xét xử đúng người, đúng tội với kẻ đã nhẫn tâm sát hại con gái ông. Ông bảo, con tôi ra đi oan uổng quá, giờ dưới suối vàng tôi chỉ mong nó không phải chịu đau đớn nữa. Vợ chồng tôi dù đã có tuổi nhưng cũng sẽ cố gắng để cùng con rể nuôi hai đứa cháu khôn lớn thành người. Nơi phát hiện thi hài chị Hát là một con đường đất nhỏ, cách đường lớn độ chừng hơn 50 mét. Con đường này là lối đi dẫn vào khu đầm, được một người dân đấu thầu để nuôi cá, vắng người qua lại. Chủ khu đầm cá có lắp đặt hệ thống camera giám sát. Thời điểm buổi sáng ngày 23 tháng 7, ông cùng một vài người khác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy màu trắng di chuyển qua lại nhiều lần quanh khu vực đầm cá. Nghi ngờ là đối tượng trộm cá nên chủ đầm đến hỏi, thì nam thanh niên không nói gì rồi điều khiển xe máy bỏ đi. Quá trưa ngày 23 tháng 7, một người đàn ông đi làm đồng phát hiện chiếc xe máy hiệu Honda Vision màu xanh đổ nghiêng cạnh con máng xi măng.
Đi thêm một đoạn, ông này phát hiện một người nằm úp dưới con máng xi măng hẹp. Phần trên bị che đi bởi một tấm vải màu đen, xung quanh có nhiều huyết. Nghi ngờ có người gặp tai nạn giao thông, ông đã thông báo sự việc tới trưởng khu. Lực lượng chức năng cũng có mặt ngay sau đó, phát hiện nạn nhân đã thiệt mạng. Trên thân thể có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra. Cơ quan chức năng trích xuất camera của chủ đầm cá thì phát hiện, sau khi hung thủ gây án đã xin đi nhờ xe đạp điện của một phụ nữ trung tuổi đến địa điểm giấu xe máy màu trắng trước đó, rồi lấy xe di chuyển khỏi hiện trường. Người phụ nữ này cho biết khoảng trưa ngày 23 tháng 7, khi đi qua khu vực đầm cá, bà thấy một nam thanh niên mặc quần dài, áo chống nắng màu đen, bước đi tập tễnh nên đã cho đi nhờ xe. Sau khi gây án, hung thủ mang theo túi sách, ví, điện thoại của nạn nhân, rời khỏi hiện trường rồi phi tang xuống một con mương thuộc khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện. Sau một lúc tìm kiếm, công an phát hiện ở đám bèo có một chiếc túi. Bên trong có chứa túi sách, ví tiền và điện thoại của nạn nhân. Lúc được tìm thấy, chiếc điện thoại vẫn đang ở chế độ bật. Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Thanh Miện đã tiến hành xác minh, điều tra, bắt giữ hung thủ gây án là Trần Văn Đức, sinh năm 1998, trú tại khu Phù Nội, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện. Từ khi hay tin Đức là hung thủ sát hại người, mẹ Đức khóc lên khóc xuống. Cho đến tận bây giờ, bà cũng không dám tin con mình lại làm cái điều tàn ác ấy. Bao nhiêu năm qua, hai mẹ con Đức sống nương tựa vào nhau. Giờ Đức gây tội ác, mẹ Đức như đứt từng khúc ruột. Bao nhiêu năm một mình nuôi con, bà chỉ ước khi về già được dựa vào con. Vậy mà giờ lại ra nông nỗi này. Trước khi gây án, Đức chưa có tiền án, tiền sự, mới xuất ngũ dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Sau đó về nhà làm công nhân, gần đây mới chuyển qua nghề giao hàng. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Đức và chị Hát làm cùng công ty. Đức làm nhân viên giao hàng. Do còn nợ tiền hàng phải nộp về công ty, nên sáng ngày 23 tháng 7, Đức tạo nhiều lý do khác nhau để điều chị Hát ra khu vực cánh đồng thuộc khu Phượng Hoàng Hạ, thị trấn Thanh Miện, với mục đích chiếm đoạt tài sản. Tại đây, đối tượng đã dùng vật sắc tấn công liên tiếp khiến chị Hát thiệt mạng. Trước khi rời khỏi hiện trường, Đức lấy đi của nạn nhân một số tài sản. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.